ngoài đại khung một niệm chính pháp thành sư tôn từ bi nguyện vạn vật tắm gió xuân chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh minh huệ hồi ức về sư phụ Chương trình Phát Thanh ngày hôm nay xin gửi tới các bạn một câu chuyện gồm 7 phần về hồi ức những ngày sư phụ giảng pháp tại các tỉnh thành ở Trung Quốc. Câu chuyện có tiêu đề: Một số đệ tử đại pháp tại Bắc Kinh nhắc lại những giai thoại khi sư phụ đích thân truyền pháp. Phần 1 nhiều học viên tại bắc kinh đã may mắn có cơ hội được tham gia khóa học do đích thân sư phụ lý hồng chí giảng pháp truyền công tại các buổi học các học viên đã được tình hóa thân thể và cảnh giới tư tưởng cũng được thăng hoa lên chúng tôi cũng được trải nghiệm và nghe được rất nhiều những câu chuyện về sư phụ có những câu chuyện kể ra nghe thật giống như truyền thuyết nhưng tất cả đều là sự thật và qua đó chúng tôi cũng cảm nhận được sư phụ vì để cứu độ chúng ta mà đã phải chịu rất nhiều vất vả, sư phụ đã phải trải qua rất nhiều ma nạn. Đại ân này vốn dĩ không có lời nào có thể cảm tạ hết được. Cách duy nhất có thể làm là chúng ta hãy nỗ lực làm tốt trên con đường tu luyện của chính mình, đạt được tiêu chuẩn của đệ tử đại pháp, một tâm hướng thiện, đó mới là cách hồi đáp tốt nhất dành cho sư phụ. 1. Vị khí công sư chân chính. Vào năm 1992. Có một bà lão sống tại huyện Quang Hưng, tỉnh Sơn Đông, tu luyện bên Đạo Gia. Bà muốn đi tìm một vị sư phụ tầng thứ cao để tương lai sau này bà có thể trở thành một khí công sư giỏi. Bà đi khắp nơi để nghe ngóng tin tức và sau đó bà đã tham gia lớp học của sư phụ Đại Pháp được tổ chức tại Quan Huyền. Trong buổi học đầu tiên, bà nghe sư phụ giảng xong thì cảm thấy những lời sư phụ giảng cao đến mức không thể tưởng tượng ra nổi kết thúc buổi học bà liền chạy đến hỏi sư phụ rằng này chàng trai không nên nói chuyện kiểu thần bí đến như vậy nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên giải nghĩa rằng bên ngoài bầu trời còn có bầu trời khác người tài còn có người tài hơn cậu ở đây nói những chuyện lớn như vậy thi kế bên cũng có cao nhân khác đang nghe đấy vì bà lão này nhìn qua thiên mục của mình nghe xong sư phụ chỉ mỉm cười không đáp lại bà lão ấy buổi giảng pháp thứ hai sư phụ giảng phần thiên mục ban đầu bà lão nghe xong lại càng thấy huyền hoặc trong tâm nghĩ được thôi coi như mình nói lời vô ích rồi và dứt khoát không nói thêm gì nữa cứ như vậy bà lão tiếp tục nghe hết bài giảng đến khi bà nghe hết chính bài giảng bà lão đã hoàn toàn minh bạch hóa ra bà đã dùng phương thức của tiểu đạo thế gian để đo lường sư phụ mà tu luyện đại pháp lại là trực chỉ nhân tâm và tu bỏ chấp trước đến không còn một lậu mới là điểm then chốt. Bà lão cảm thán, đây mới là vị khí công sư cao tầng chân chính, đây mới chính là môn công pháp cao tầng, dẫu có rước đèn lồng soi đường thì cũng khó mà tìm được. 2. Sư phụ cứu vị đạo sĩ trong lãnh cung Trong lớp học tại quan Huyền có một người phụ nữ có con gái tên là Tiểu Lôi, vừa thiện lương lại vừa xinh đẹp, nhưng lại là một đứa trẻ thiểu năng trí tuệ, một ngày nọ khi buổi học kết thúc, mẹ của Tiểu Lôi đã dẫn cô đến chỗ sư phụ. Mẹ Tiểu Lôi nói cô hãy chào tạm biệt sư phụ. Tiểu Lôi bèn nói: "Sư phụ của con đang ở trên sông băng." Ai nghe thấy cũng đều không hiểu cô bé nói gì, nên cho rằng cô bé bị thiểu năng trí tuệ hay nói những lời ngớ ngẩn. Giảng pháp xong, sư phụ muốn đưa các nhân viên công tác đến chùa Linh Nham tham quan. Khi đi xe được nửa đường thì sư phụ đã làm một động tác. Ngày sau đó một vị đạo trưởng đã xuất hiện, trên thân khoác một chiếc áo choàng đạo sĩ màu tím với bộ sâu dài trắng nổi bật trước ngực, tay cầm chiếc phất chân ngồi song bàn bên lề đường. Mẹ của Tiểu Lôi cứ nghĩ là đạo trưởng đến đón tiếp họ, nhưng sư phụ nói, không phải là ông ấy đến đón tiếp chúng ta, mà là ta đã cứu sư phụ của Tiểu Lôi ra. Sư phụ của cháu bé không phải ở trên sông băng mà là ở trong lãnh cung. Đến lúc này mọi người mới hiểu, hóa ra Tiểu Lôi không phải là một đứa trẻ bình thường, vì để cứu sư phụ của mình nên bé đã chuyển sinh đến kiếp này. Khi mẹ Tiểu Lôi trở về nhà, Tiểu Lôi đột nhiên nói với cô, "Mẹ ơi, mẹ à, mẹ đúng là người mẹ tốt của con." Phần 2 3. Thổ địa dân nước cho sư phụ Khi sư phụ và một đoàn người bắt đầu lên núi, thì một người phụ nữ đột nhiên tiến tới. Trên đầu bà ấy đội một chiếc khăn trắng, tay bưng một bình nước, không nói một lời nào mà đi về phía sau đoàn của sư phụ. Một vài người hỏi bà ấy có phải là người bán nước không, nhưng bà ấy vẫn không nói tiếng nào. Vài người trong đoàn muốn bê giúp bà bình nước, nhưng bà ấy không đưa cho bất cứ ai và chỉ mời duy nhất sư phụ uống nước. Tình huống này cứ diễn ra trong suốt quãng đường lên núi. Sau khi đoàn xuống núi xong, thì người phụ nữ này cũng đột nhiên biến mất. Sư phụ nói với mọi người rằng, người phụ nữ đó là thổ địa của ngọn núi này. 4. Sau khi được sư phụ vỗ một cái, liền minh bạch ra vấn đề. Vào năm 1993, một đệ tử ở Bắc Kinh tu luyện vào thời kỳ đầu vì tu luyện Pháp Luân Công nên vợ của anh nhất quyết đòi ly hôn. Một hôm anh ấy dùng bữa cùng sư phụ. Anh ấy vừa ăn vừa cúi đầu trầm tư suy nghĩ. Nếu vì luyện công mà phải ly hôn thì mình biết làm thế nào bây giờ? Ý niệm vừa lóe lên thì sư phụ đã đi tới vỗ vỗ vào vai anh này. Thế là anh ấy lập tức đã minh bạch tất cả sự việc, nội tâm cũng bừng tỉnh thông suốt. Sau đó trên lớp học, sư phụ đã giảng. Có người chỉ vì luyện công mà cãi nhau đến mức ly hôn. Rất nhiều người đã không nghĩ thử xem tại sao lại xuất hiện tình huống này. Sau này chưa vì hỏi họ, cớ sao tôi luyện công thì mình lại khó chịu, nóng nảy đến thế. Họ không nói được gì, thật sự không nói được gì. Thế à, tôi không nên nóng thế, nhưng lúc ấy phát khỏa ghê quá. Thực ra là chuyện vì sao? khi luyện công thì đồng thời nghiệp lực cần chuyển hóa, bất thất, giả bất đắc, điều mất cũng là điều xấu, chư vị cần phải phó xuất. Trích, chuyển hóa nghiệp lực, chuyển pháp luân. năm Không truy cầu được trị bệnh thì bệnh lại khỏi. Có đồng tu tham dự khóa học thứ 13 được tổ chức tại Bắc Kinh. Trong lớp học, sư phụ nói với mọi người, pháp luân công không được dùng với mục đích trị bệnh. Nhưng có một học viên mang theo mục đích muốn được trị bệnh mà đến lớp học. Vì trước đây bà ấy từng học một môn khí công khác nên đã mắc phải hội chứng hysteria, nghĩa là trên thân bà có phụ thể sáng khống chế. Bà ấy không nói với sư phụ và cũng không bỏ ý định được trị bệnh này của mình. Khi khóa học kết thúc, bà ấy nằm bò lên bàn và không rời đi. Trong tâm bà nghĩ, tôi cứ nằm lì ở đây, không chịu rời đi xem xem rốt cuộc sư phụ có chữa bệnh cho tôi không bà cứ nghĩ rằng sư phụ sẽ đến hỏi thăm tình hình nhưng trái lại sư phụ đã không để ý đến bà và rời đi trong một buổi giảng pháp sau đó sư phụ giảng có người thấy rất khó chịu phủ phục trên ghế chẳng dậy đợi tôi từ trên bục giảng xuống trị bệnh cho họ tôi sẽ chẳng động thủ trị bệnh trích bài giảng thứ hai chuyển pháp luân sau này, dần dần bà ấy đã minh bạch ra được những pháp lý mà sư phụ đã giảng. Trong tâm nghĩ, mình không cần những thứ loạn bát nhau ấy, chỉ phụ thể sắn. Thế là dù sư phụ không hề động tay chữa bất cứ một bệnh nào, mà tất cả các bệnh trên cơ thể bà đều đã được khỏi hết. Phần 3 6. Khiến cho Pháp Luân biến hình vào cuối năm 1993, cô Trang Lập Anh đã tham gia một khóa học của sư phụ được tổ chức tại Hội trường Sở Khí cơ Quân đội số 2 tại Bắc Kinh. Có một thanh niên trẻ tuổi ngồi bên cạnh cô ấy. Khi vừa nhìn thấy cô, cậu ấy đã nói trước đây cô từng phẫu thuật chân. Cô thấy vô cùng kỳ lạ. Đó chỉ là một cuộc tiểu phổ từ nhiều năm trước rồi. Hơn nữa mình còn mặc một chiếc quần rất dài. Tại sao cậu ấy lại có thể biết được kia trước? Sau khi hỏi xong thì mới biết hóa ra cậu thanh niên này khi tập một môn ký công khác đã được mở thiên mục. Trong giờ học, cậu thanh niên liên tục nói với cô vì khí công sư này thật siêu phàm. Sau lưng ông ấy phát ra hàng ngàn ánh vàng kim sáng chói lọi. Trong hội trường này không phải chỉ có mình chúng ta nghe giảng đâu. Vừa nói cậu ấy vừa chỉ tay lên trần nhà. Chỗ này có một nhóm người mặc y phục cổ truyền đang ngồi nghe. Còn chỗ kia có một nhóm người mặc âu phục đang ngồi nghe tất cả đều đang kính cẩn lắng nghe vị khí công sư này thuyết giảng sau khi buổi học kết thúc họ cùng nhau rời khỏi hội trường cậu thanh niên lại nói trong tất cả các lần mà cháu đi nghe giảng thì lời giảng của vị sư phụ này là chi tiết nhất và rõ ràng nhất nhưng mà trước giờ cháu đã luyện môn công pháp khác rất nhiều năm rồi đông luyện tam cửu hạ luyện tam phục cháu không thể bỏ được Thôi, cho vẫn cứ luyện công pháp trước đây vậy. Đến buổi học ngày hôm sau, cô Trương Lập Anh nghe sư phụ giảng câu. Có một số người vẫn không nghe lời tôi đã giảng. Trở về, họ vẫn luyện những môn khí công trước đây nên đã làm cho pháp luân bị biến hình rồi. 7. Bệnh điếc và lưng gù đã biến mất trong vô thức Vào tháng 1 năm 1994, bà Tôn Tú Lan đã hơn 70 tuổi bà đã từng tham gia khóa giảng pháp của sư phụ tại thành phố Thiên Tân. Bà bị bệnh thương hàng từ nhỏ nên đã bị di chứng trở thành một người điếc. Trong nhiều năm liền cực khổ đã biến bà như trở thành một bà lão 90 tuổi bị điếc vậy. Khi sư phụ bắt đầu giảng bài, vì bản thân bị điếc nên dù bà có cố gắng đến đâu thì vẫn không nghe được gì cả. Trong tâm bà bèn nghĩ, sư phụ giảng gì vậy nhỉ, mình không nghe thấy gì cả, đang suy nghĩ trong lo lắng thì sư phụ nói có người không thể nghe được nên bây giờ tôi sẽ giúp cho bà ấy có thể nghe thấy thuận theo lời nói của sư phụ thì tai của bà ấy đã có thể nghe được rồi bà chăm chú lắng nghe từng lời giảng từng lời giảng của sư phụ đều rót vào tận tâm can của bà vậy đến khi buổi học kết thúc bà mới vui vẻ nhìn xung quanh thì cảm thấy rất khác thường nên hỏi một học viên ngồi bên cạnh các bạn nhìn xem có phải là tôi cao lên không?" Vị học viên này trả lời, "Không phải là bà cao hơn, mà là vì chiếc lưng gù của bà đã biến mất rồi." Bà còn không tin, một người khác cũng nói với bà như vậy. Thế là bà nhìn lại bản thân, thấy cái lưng gù của mình thật sự đã thẳng trở lại rồi. 8. Các nữ phóng viên không thể làm khó sư phụ sau khi khóa học kết thúc rất nhiều phóng viên muốn chụp hình với sư phụ có một vài nữ phóng viên còn vô tư nắm lấy cánh tay của sư phụ bà tôn tú lan từ đằng xa nhìn thấy rất rõ ràng cảnh này sư phụ dù không có bất cứ động tác nào ngăn cản họ bước lên bục giảng nhưng ngài cũng không cho phép họ tùy ý làm bừa mỗi lần các nữ phóng viên kéo lấy cánh tay của sư phụ sư phụ đều đứng yên bất động dù sư phụ không rút cánh tay lại nhưng họ cũng đều thất bại, không thể nắm được tay của ngài. Bà Tôn Tú Lan trong tâm nghĩ, vì sư phụ này thật là đàng hoàng, thật là có bản sự, tôi sẽ theo học pháp của sư phụ. Chính, chúng ta đến đây đều là nhờ duyên phận. Vào tháng 5 năm 1994, bà Tôn Tú Lan tiếp tục tham gia khóa học tại Trường Xuân. Khi đến lớp học, một người khác đã ngồi vào chỗ của bà nên bà liền đi tìm một chiếc ghế nhỏ và ngồi ở chỗ trống phía giữa hàng ghế đầu. Sư phụ nhìn bà và mỉm cười nói, chúng ta đến đây đều là nhờ duyên phận. Các học viên đều muốn được nhìn thấy sư phụ nhiều hơn một chút nên thường đứng ở phía cổng đợi sư phụ. Nhưng sư phụ luôn đi từ một hướng nào đó mà mọi người không hề hay biết. Khi thấy sư phụ thì ngài đã tiến vào đến hội trường rồi bây giờ chúng tôi minh bạch ra rằng là sư phụ không cầu danh và ngài cũng không muốn các học viên chấp trước vào tình cảm với sư phụ bà tôn tú lan chưa từng đứng ở phía cổng nhưng luôn tình cờ gặp được sư phụ mỗi lần như vậy sư phụ đều mỉm cười và nói với bà chúng ta đến đây đều là nhờ duyên phận sau đó bà có một giấc mơ trong mơ bà thấy bản thân là một vị công chúa nhà thanh trẻ tuổi Tần 4. 10. Sư phụ vất vả cực nhọc đã quên cả ngày Tết Nguyên Đán. Ngày trước ngày Tết Nguyên Đán năm 1994, sư phụ đã tổ chức một khóa học pháp đầu tiên tại thành phố Tế Nam thuộc tỉnh Sơn Đông. Sau khi kết thúc buổi học, người vợ của một phụ đạo viên tại Bắc Kinh và cũng là học viên đã mang sủi cảo đến biếu sư phụ. Sư phụ bèn hỏi Hôm nay là ngày gì vậy? Cô ấy trả lời sư phụ rằng Hôm nay là ngày 30 Tết ạ à. Lúc này sư phụ mới biết Và ngài đã đưa cho tất cả các nhân viên công tác số sủi cảo đó Tết nguyên đáng là một ngày lễ quan trọng nhất tại Trung Quốc Theo phong tục thường lệ thì ngày 30 Tết Đối với tất cả các gia đình mà nói Cũng là ngày rất quan trọng Nhưng sư phụ vì cứu độ chúng sinh Nên ngay cả đêm 30 Tết sư phụ cũng vẫn còn bận biệu và thậm chí không còn để ý đến ngày Tết nữa. 11. Bài học giáo huấn về việc vì danh lợi mà tùy ý sử dụng công năng Vào tháng 6 năm 1994, sư phụ đã tổ chức khóa giảng Pháp lần thứ hai tại thành phố Tế Nam. Sau một buổi học, bà Phó Thục Lan đã pha một ấm trà rồi cùng với cô Phù Dung, hóa danh và một học viên khác đi dạo phố, khi họ đi đến một ngã tư đường thì gặp đèn đỏ, bà phó Thục Lan là một học viên lớn tuổi có thể sử dụng công năng. Bà nói với cô Phù Dung rằng: "Phù Dung à, cô thử xem có thể định trụ lại chiếc xe đang chạy hướng về phía chúng ta hay không?" Cô Phù Dung thản nhiên nói một tiếng: "Đến." Thì đột nhiên chiếc xe đó dừng lại. Cô này cảm thấy thật là trùng hợp và tiếp tục nói một tiếng: "Đến." Thế là một chiếc xe khác đang chạy bình thường cũng đột nhiên dừng lại cô này lại cảm thấy thật là trùng hợp và cứ thế liên tục khiến bốn chiếc xe dừng lại đến lúc này thì cô ấy đã không thể không tin vào điều này trong tâm cô nghĩ chết rồi mình chẳng phải là đang làm chuyện xấu hay sao lúc này bà phó và vị học viên kia lại cảm thấy vô cùng cao hứng nói thế là giờ chúng ta có thể sang đường rồi còn biểu cảm của cô phù thì như một đứa trẻ vừa làm chuyện xấu cũng nhanh chóng bỏ chạy cùng với hai người kia. Khi ba người họ lên một chiếc xe buýt, xe đang chạy thì phanh gấp đột ngột khiến bà phó ngã ngửa ra sàn, ấm trà đổ đầy lên mặt bà, chiếc bình còn đập mạnh vào trán của bà. Còn học viên kia thì ngã về phía sau ghế, đầu đến mức ngừng thở một lúc, mặt mày tím tái, còn cô phù thì bị người khác dẫm lên chân. Cả xe chỉ có duy nhất ba người họ là bị thương, và bà phó người đã đề xuất việc dùng công năng điều khiển xe dừng lại là bị thương nặng nhất còn cô phù ngay sau đó đã biết lỗi nên bị thương nhẹ nhất khi cả ba xuống xe cô phù không thể nhịn được cười khi nhìn thấy lá trà cùng vết bầm tím trên trán của bà phó khắp người bà đều là nước trà lúc này bà phó cũng đã tỉnh ngộ và nói cô còn cười nữa chúng ta bị báo ứng rồi đây này Lúc này họ hoàn toàn tin vào những lời mà sư phụ giảng trên lớp. Từ khóa học này trở đi, tất cả các học viên đều có công năng, nhưng không vì tâm chấp trước của bản thân mà tùy ý sử dụng công năng, phá hoại trạng thái của người thường. Hơn nữa khi tâm tính bị rớt xuống, thì công năng cũng sẽ bị khóa hoặc không còn nữa. Ba học viên này đều hiểu ra rằng, vừa rồi họ đã không tuân thủ luật an toàn giao thông vì bản thân muốn đi nhanh hơn xe người khác nên đã bị chiếc xe buýt phanh gấp cảnh cáo và trừng phạt vì hành động sai trái này của họ. Tuy nhiên, nhờ sư phụ bảo hộ nên dù nước trà nóng đổ vào mặt bà phó nhưng bà vẫn không bị bỏng. 11. Không bằng hãy trở về nhà mà thực tu Bà phó hiểu ra được sai lầm của mình khi về đến lớp học thì vết thương trên trán của bà đã khỏi ngay lập tức. Lúc này bà ấy lại khởi nên chấp trước rằng sư phụ có thể chữa lành vết thương cho mình và nói với cô phù rằng chúng ta đi theo sư phụ đi theo một lần là khỏi được một loại bệnh dù có phải cầm phích cắm nguồn điện cho sư phụ thì tôi cũng phải đi theo đến giờ học sư phụ nói với mọi người rằng có học viên lâu năm sớm đã hiểu ra rồi nên cứ luôn muốn đi theo tôi nếu chư vị cứ muốn đi theo tôi chư vị không phải thực tu thì cũng vô ích không bằng hãy trở về nhà mà thực tu. Kết thúc buổi học, bà phó vô cùng kinh ngạc và bất lực nói, sao cái gì sư phụ cũng biết vậy. Phần 5 13. Đến giờ rồi ai còn làm điều đó nữa, chỉ có hai vị thôi. Có một ngọn núi gần Tế Nam tên là Thiên Phật Sơn. Trên núi có động vạn Phật, và bên trong có rất nhiều hang đá có tượng điêu khắc cô phó cùng đồng tu sau khi nghe sư phụ giảng pháp xong thì đến núi thiên phật sơn để thắp hương và đảnh lễ đức phật khi vị đồng tu đi cùng nhìn thấy tượng phật liền quỳ xuống và nói với cô phó rằng ở đây thật sự có phật tôi có thể cảm nhận được năng lượng mà họ phát ra cô cũng quỳ xuống bái lạy đi nghe xong cô phó vừa mới quỳ xuống tấm chiếu thì đã cảm thấy rất lạnh và cứng như xi măng khiến đầu gối của cô rất đau cô liền vội vàng đứng dậy trên lớp học của buổi học sau đó sư phụ đã nói với mọi người rằng chư vị có thể kính phật nhưng chư vị không thể cầu phật nếu chư vị vẫn cứ muốn thắp hương quỳ lại thì chúng tôi cũng không phản đối nhưng cũng không tán thành bây giờ ai còn làm điều đó nữa chỉ có hai vị làm thôi thuận theo việc học pháp Hai đồng tu này đã minh bạch ra trường năng lượng mà tượng Phật phát ra hôm đó là ma quỷ ở bên trong phát xuất ra. Nếu không nghe lời dạy của sư phụ thì thật sự quá nguy hiểm rồi. 14. Có người lúc luyện tràm trang chân mỏi đến phát rung nhưng đầu óc vẫn không ngơi nghỉ. Trong lớp giảng pháp tại Tế Nam cô Phù ngồi ở hội trường phía sau lưng sư phụ. Một ngày trước khi khóa học bắt đầu Mọi người đứng ở đúng vị trí mình ngồi để luyện công Cô phó cũng đứng tập động tác ôm pháp luân Cuộc sống của cô phó vô cùng khó khăn Cô làm kế toán ở một đơn vị công tác Nhưng đơn vị chủ quản muốn cô làm giả sổ sách Cô rất ngay thẳng từ chối không làm Kết quả là lãnh đạo không chịu trả lương cho cô Buộc cô phải sống lưu lạc ở ngoài đường Khi cô đứng tập động tác trạm trang Vì khi đó cũng mới bắt đầu luyện nên phía chân vô cùng mỏi, nhưng trong tâm vẫn nghĩ. Tại sao người quản lý đơn vị mình lại tệ đến mức như vậy? Bắt nạt mình, mình phải luyện xuất ra được công năng để trị anh ta một trận. Sao đại nạn vẫn còn chưa tới nhỉ? Nếu đại nạn có đến, thì mình đã luyện pháp luân công rồi, nhất định sẽ không có chuyện gì. Sư phụ sẽ bảo hộ mình, sư phụ sẽ loại bỏ tất cả chúng. Khi đến giờ học, Sư phụ giảng có người luyện tà pháp mà không tự biết. Sư phụ giảng đến đoàn. Có người khi luyện trạm trang, chân mỏi đến phát rung mà đầu não vẫn không ngơi nghỉ. Nghĩ sao mà người quản lý đối xử với mình sao tệ quá? Sao mình luyện mãi mà không xuất công? Mình phải luyện xuất ra công năng để trị cho anh ta một trận. Sau khi buổi học kết thúc, cô phó đã hỏi một đồng tu rằng Sao sư phụ lại biết được tôi nghĩ gì nhỉ? Đồng tu bèn trả lời, khi cô thực hiện động tác tay ôm Bảo Luân trước giờ học, sư phụ đã đến điều chỉnh lại động tác cho các học viên và sư phụ đi ra từ phía sau lưng cô. Lúc này, họ từ Đại Pháp mà đã hiểu ra rằng, dù cho người khác đối xử tệ với chúng ta, thì chúng ta cũng phải thiện đãi họ, không nên tức giận hay ủy khuất, càng không được có tâm muốn hại người. Nếu như tâm không chính, thì khi luyện công, cũng rất dễ luyện tà pháp mà không tự biết. Vì vậy, sau này những kẻ tiểu nhân hợm hỉnh trong chính phủ Trung Quốc tung tin đồn rằng luyện pháp luân công khiến cho người ta trở nên độc ác, tung tin đồn ác ý, nói sư phụ, tất cả những điều thuần thúy thanh tịnh đều bị chúng đổi trắng thành đen. 15. Một cư sĩ chuyên nhất tu luyện đại pháp Phổ chí, hóa danh, trước kia là một cư sĩ Phật giáo, Ông ấy có người nhà tu luyện pháp luân công và bị người nhà kéo đến lớp giảng pháp. Người này lúc đầu mang suy nghĩ thử đến nghe xem thế nào, dùng Phật pháp mà ông ấy lý giải được để xét xem rốt cuộc thì pháp luân công có tốt hay không. Vị cư sĩ này đã tham gia khóa giảng pháp thứ hai của sư phụ tại thành phố Tây Nam. Ban đầu ông ấy dùng những tri thức ít ỏi của bản thân về Phật giáo để đánh giá những lời sư phụ giảng. Lúc này sư phụ giảng, có vị cư sĩ cũng đến đây, chư vị mang mục đích muốn thử xem thì chư vị sẽ không đắc được gì cả. Hòa thượng ở trong chùa, tự độ bản thân đã khó, huống hồ chư vị vẫn còn là người nghiệp dư. Tôi không độ được chư vị thì ai cũng không độ được chư vị. Chư vị muốn học Pháp Luân Công thì chư vị chỉ chuyên nhất học. Lời này của sư phụ khiến cho nội tâm của ông ấy chấn động, Dần dần đã buông tâm xuống để nghe pháp và cuối cùng ông ấy đã hiểu ra rằng đây mới chính là môn tu luyện đại pháp chân chính. Sau khi chuyển sang tu luyện pháp luân đại pháp, những cư sĩ trước kia của ông ấy đã phây vào, đồng loạt dùng những lời lẽ độc ác để chỉ trích ông ấy, nhưng cũng không thể lay chuyển được đức tin của ông. Sau ngày 20 tháng 7 năm 1999, bởi vì trước đó ông là phụ đạo điểm luyện công nên đã phải chịu rất nhiều đả kích. Nhưng tâm thái của ông từ đầu đến cuối vẫn luôn điềm tĩnh và ôn hòa, kiên định không từ bỏ tín ngưỡng của bản thân. Có rất nhiều học viên nhìn thấy những hành động của ông ấy đều nói rằng ông ấy không từ bỏ thì tôi cũng không từ bỏ, ông ấy mà bị chuyển hóa thì tôi cũng không kiên trì nữa. Tuy nhiên sau đó, những người nhìn người khác làm thế nào thì mình thế nấy, đều không kiên định được mà bị chuyển hóa còn ông ấy thì vẫn thản đảng bất động. Phần 6 16. Khi hạ quạt xuống thì một làn gió mát nhẹ nhàng thổi qua. Thành phố Tế Nam vốn là một cái lò nóng nổi tiếng ở miền Bắc Trung Quốc. Ở khóa giảng Pháp thứ hai tại Tế Nam, các học viên tham gia đều nóng đến mức phải không ngừng quạt trong lớp học. Một ngày nọ, sư phụ nói, "Mọi người hãy đặt những chiếc quạt trên tay xuống." Nghe xong, tất cả chúng tôi đều hạ quạt xuống, ngay lập tức có một làn gió mát nhẹ nhàng thổi qua, mọi người đều vỗ tay rất lớn. Buổi học hôm sau, sư phụ lại nói, "Hôm qua tôi bảo mọi người hạ quạt xuống, ngộ tính mọi người tốt nên đều làm, thế là ngay lập tức cảm nhận được một làn gió mát thổi qua. Còn những vị không hạ quạt xuống thì cảm thấy càng quạt càng nóng. Người tu luyện muốn được chịu khổ cũng khó mà tìm được. Chứ vì là người tu luyện, một chút khổ này đã tính là gì? 17. Khi khóa học kết thúc, sư phụ lo lắng cho sự an toàn của đệ tử. Sau khi khóa học tại Tế Nam kết thúc, sư phụ dặn dò mọi người, những ai đi bằng máy bay thì hãy đổi sang đi bằng tàu hỏa một học viên hỏi sư phụ có phải tất cả các tuyến bay đều phải đổi không sư phụ trả lời chỉ có tuyến từ tế nam đến đại liên thôi quả nhiên sau đó chuyến bay từ tế nam đến đại liên gặp phải một trận bão lớn khi đó có rất nhiều đồng tu từ tế nam đến đại liên để tham gia khóa giảng pháp của sư phụ sau sự việc này các học viên đều hiểu ra rằng sư phụ đã thấy trước được việc tà ác muốn can nhiễu không cho đệ tử có cơ hội đắc pháp Sư phụ vì để bảo hộ cho các học viên nên đã dặn dò không được di chuyển bằng máy bay. 18. Sư phụ không nhận lời từ bất cứ người nào có mục đích không tốt. Sau khóa học tại Thế Nam, sư phụ đến Đại Liên bằng đường thủy. Suốt dọc đường đến Đại Liên, năm con rồng bay lượn trên nước vui vẻ hân hoan chào đón sư phụ. Thấy cảnh tượng này, các học viên đi theo sư phụ cảm thấy rất vui và không ngừng chụp ảnh. Sau khi khóa giảng Pháp ở Đại Liên kết thúc, có rất nhiều người mời sư phụ ngồi lên xe hơi của họ, nhưng mục đích thật sự của họ là muốn một mình sư phụ chữa bệnh cho họ, nhưng sư phụ đều từ chối. Lúc này tôi chỉ nghe thấy tiếng cô cao thu cúc, sau đó là trạm trưởng trạm phụ đạo Đại Liên nói. Phải chăng chúng ta cần đề cao cả trình độ lẫn thăng hoa cảnh giới cùng nhau sao? Sư phụ chỉ mỉm cười và sau đó bước lên xe của cô ấy trên đường, một trận mưa rất to trút xuống khiến việc lái xe trở nên khó khăn, người lái xe không thể nhìn thấy đường, tình hình vô cùng nguy hiểm. Khi ấy, tôi chỉ nhìn thấy sư phụ xoay chuyển pháp luân lớn và cơn mưa đã bị bỏ lại phía sau lưng xe. Phần 7. 19. Sư phụ đã chịu đựng thay cho học viên Cuối tháng 7 năm 1994, sư phụ đã không quản cực nhọc mà đến thành phố Cáp Nhĩ Tân truyền pháp. Trong buổi giảng pháp, sư phụ đã bị ho. Trên đường trở về ký túc xá, cô phó nghĩ, tại sao sư phụ lại bị ho nhỉ? Một học viên tên Cẩm Dung cũng là hóa danh, ở phòng bên cạnh nghĩ, sư phụ cũng có nghiệp lực sao? Trong buổi học hôm sau, sư phụ đã tự nhiên trả lời rằng có người nghĩ rằng tôi cũng có nghiệp lực. Tôi không có nghiệp lực đâu. Đây đều là những thứ được thêm vào. Cô phó liền hiểu ra ngay. Trên lớp, sư phụ đã giảng nghiệp lực của chúng ta quá lớn. Nếu mang trên thân quá nhiều nghiệp lực thì không thể tu luyện được. Vì vậy, sư phụ đã tiêu trừ giúp chúng ta một nửa. Còn nửa còn lại thì chúng ta phải tự vượt qua. Sư phụ đã phân chúng tại các tầng thứ khác nhau. Kỳ thực, một nửa nghiệp lực mà sư phụ tiêu trừ đó đều là tự sư phụ gánh chịu thay cho chúng ta. Sau này thuận theo việc không ngừng tu luyện, đặc biệt là sau ngày 20 tháng 7 năm 1999, các học viên đều hiểu ra rằng, sư phụ không chỉ gánh chịu một nửa nghiệp lực đó mà ngay cả những phần nghiệp lực được chia ra đặt tại các tầng thứ trong quá trình tu luyện của chúng ta, chỉ cần tâm tính của chúng ta vượt qua được thì sư phụ cũng sẽ gánh chịu thay cho chúng ta. Thực chất, sư phụ hồng đại từ bi của chúng ta đã gánh chịu mọi thứ cho chúng ta từ biết bao nhiêu niên đại, bao nhiêu tiền kiếp. 20. Đó là một cuốn sách giả mà chư vị vẫn mua nó. Thầy giáo Hòa Triệu dạy ở một trường cấp 2 tại quận Thuận Nghĩa, Bắc Kinh, trên đường đi đến hội trường Khúc Côn Cầu, đã mua cuốn sách Hoàng đế Nội Kinh. Trên lớp học, Vừa hay sư phụ giảng về huyền quan thiết vị, giảng đến đoạn những kinh thư cổ xưa đã rất khó chỉ đạo được người tu luyện. Sư phụ còn giảng, hơn nữa hiện tại những cuốn sách này đại đa số đều là giả. Cuốn hoàng đế nội kinh đó cũng là giả, mà chư vị vẫn mua nó. Thầy giáo hòa cùng với những học viên tại lớp nghe xong đều vô cùng chấn động. Hết giờ học, họ còn đến hỏi anh này, anh đã giấu cuốn sách ở trong túi sôi mà sư phụ vẫn biết anh này trả lời sư phụ không chỉ nhắc tôi mỗi chuyện này đâu trước kia tôi đã luyện môn khác nên đã khai mở được thiên mục khi sư phụ giảng thiên mục tôi đã sử dụng phương pháp của công pháp khác để nhìn thế là sư phụ lập tức đến trước mặt tôi và nói điều chúng tôi giảng ở đây là pháp luân công nếu chư vị vẫn muốn luyện môn khác thì chư vị hãy ra ngoài để luyện 21. Tại sao lại thấy chết mà không cứu? Trong khóa giảng pháp tại Cáp Nhĩ Tân đã xuất hiện một vài sự việc ngoài ý muốn. Vào một ngày nọ trước giờ học, có hai người mang một xác chết vào và xin sư phụ cứu người đó, họ gây rối loạn một lúc lâu mới chịu rời đi. Buổi học ngày hôm đó đã phải hoãn lại, tất cả các học viên đều chứng kiến sự việc này. Khi đến giờ học, sư phụ giảng điều tốt chúng ta cũng nói điều không tốt chúng ta cũng bàn luận một chút ở đây vừa rồi có một ông lão đã qua đời là người từ cẩm châu đến vốn dĩ ông ấy mắc bệnh nặng con rể đưa ông ấy đi bệnh viện nhưng ông ấy không chịu cứ nhất định muốn đến đây đi đến nửa đường thì chết con rể của ông ấy mang thi thể của ông ấy đến yêu cầu tôi cứu nếu như ông ấy còn thở thì tôi có thể trị giúp nhưng ông ấy đã qua đời một thời gian rồi. Nếu tôi cứu một người đã chết thì đây chẳng phải là tôi đang phá hoại trạng thái của người thường hay sao? Con rể và con gái của ông ấy cũng là học viên pháp luân công, họ đã tức rồi vứt chiếc huy hiệu pháp luân trên áo xuống đất rồi nói: "Khi công sư kiểu gì đây, thấy chết mà không cứu? Học viên của tôi lại làm ra chuyện như vậy, tôi thấy thật là đau lòng." Sau này một vài tên tiểu nhân vì muốn leo lên chức cao trong chính phủ Trung Quốc mà đã chèn ép Pháp Luân Công. Sự việc này cũng được liệt vào trong 1.400 trường hợp nói là sư phụ của chúng ta thấy người chết mà không cứu. Tuy nhiên chúng tôi là những người trực tiếp chứng kiến sự việc, đó vốn là một xác chết chứ không phải là một người còn sống. Trung Quốc có câu thành ngữ, thế chết không cứu, có phải nghĩa là thấy xác chết mà cũng không cứu cho sống lại không? Trái lại, trong suốt 5 năm qua, số đệ tử Đại Pháp vì kiên định vào tín ngưỡng của mình mà đã bị tập đoàn Giang Trạch Dân bức hại tàn bạo, cả thể xác lẫn tinh thần, vốn đã không thể đếm được. Cho dù tên cầm đầu lũ tà ác kia có không ngừng sử dụng những thủ đoạn để cưỡng chế, che đậy tội ác đàn áp Pháp Luân Công của chúng đi nữa, thì tin tức về cái chết của hàng nghìn đệ tử Đại Pháp vẫn là tiếng vọng của chính nghĩa truyền ra khắp mọi nơi. Thậm chí còn có những cảnh sát tà ác ở các địa khu đánh đập bức hại các đệ tử Đại Pháp, xong thản nhiên đưa thẳng họ đến lò hỏa táng. Chúng đã đưa người vẫn còn sống vào lò hỏa táng và thiêu sống họ thì sao? Những công chức của quốc gia thấy người chết không cứu mà còn ngang nhiên trắng trợn giết người diệt khẩu. 22 sư phụ dặn dò các học viên cũ hãy nghĩ cho những học viên mới sau khóa giảng pháp tại cáp nhĩ tân sư phụ còn tổ chức một buổi thuyết giảng rất nhiều học viên cũ cũng mua vé tham dự sư phụ nói những học viên cũ đừng đến nữa chư vị đã nghe giảng rất nhiều rồi chư vị tiếp tục đi thì sẽ trì hoãn cơ hội đắc pháp của rất nhiều người vì vậy có rất nhiều học viên cũ tu luyện hồi đầu đã nhường lại cơ hội cho các học viên mới. 23. Sư phụ làm dịu một trận vũ bảo Cô Huệ Minh, hóa danh, tham gia khóa giảng pháp của sư phụ tại Trịnh Châu. Khi sư phụ đang giảng pháp thì đột nhiên bên ngoài nổi cơn dông gió, sấm chớp đùng đùng. Nhiều chỗ ngồi trong hội trường bị dột nước, hơn nữa còn bị cúp điện khiến sư phụ không thể tiếp tục giảng pháp chỉ nhìn thấy tay sư phụ làm đại thủ ấn. 20 phút sau thì mưa tan gió tạnh, điện cũng có lại. Sư phụ nở một nụ cười và tiếp tục giảng pháp. Cùng lúc đó chồng của cô Huệ Minh cũng là học viên tại nhà ở Bắc Kinh đã mơ thấy một giấc mơ. Trong mơ, mộng thấy cảnh sư phụ đang giao chiến với một con thủy quái hắc ám. Thủy quái đánh không lại được sư phụ liền tháo chạy xuống biển sư phụ lại đuổi theo nó một lúc sau sư phụ đưa con thủy quái vào bờ thì nó đã chết rồi sư phụ liền đặt xác nó trên bờ biển sau giờ học cô huệ minh đi từ hội trường ra ngoài thì thấy cảnh tượng bên ngoài bị tàn phá còn nghiêm trọng hơn ở phía bên trong hội trường nước ở mặt đất chảy xối xả những gốc cây lớn một vòng tay của người bình thường không ôm xuể cũng bị bật gốc nhưng không có bất cứ khó nạn nào có thể ngăn cản được sư phụ cứu độ chúng sinh hiện nay vẫn còn có rất nhiều những học viên lâu năm vẫn trốn ở trong nhà không dám đường đường chính chính bước ra đòi lại công lý cho đại pháp trốn ở trong nhà học pháp nhưng lại tưởng đây cũng là kiên định thực tu lẽ nào các vị đã quên những chuyện mà chúng ta đã từng trải qua hay sao trước đây sư phụ đã phải trải qua biết bao nhiêu nguy hiểm để có thể bảo hộ cho chúng ta ma nạn của hiện tại nhìn thì thấy rất lớn nhưng chỉ cần chúng ta không sợ hãi thì sư phụ tất yếu sẽ giúp đỡ chúng ta bảo hộ chúng ta đây mới chính là sự kiên định vững chắc như kim cương vào sư phụ còn có một số học viên dưới áp lực mà đã nảy sinh những suy nghĩ hoài nghi sư phụ thậm chí còn không tôn trọng sư phụ có thể các bạn chưa từng tham gia khóa giảng pháp của sư phụ vậy thì chúng tôi đưa những câu chuyện thời kỳ đầu sư phụ giảng pháp kể ra đây cũng là chứng thực pháp cho các bạn không có ngôn ngữ nào có thể diễn tả được sự vĩ đại của sư phụ chúng ta những điều sư phụ giảng trong cuốn chuyển pháp luân từng câu từng chữ đều là chân pháp sư phụ của chúng ta biết tất cả mọi thứ có thể làm tất cả mọi điều sư phụ của chúng ta có pháp lực tiêu diệt được tất cả các loài yêu ma và tất cả các chúng thần trong các thiên thể đều đang tán dương uy đức của sư phụ nếu chúng ta gặp phải quan nạn mà không vượt qua được thì nhất định phải hướng nội tìm xem bản thân có chỗ nào chưa đáp ứng được yêu cầu của đại pháp đừng nghe những lời dối trá độc ác của tà đảng và cũng đừng lấy quan niệm của cá nhân mình để đo lường nhân cách cao thượng của sư phụ. Bất cứ một sinh mệnh nào trong vũ trụ cũng không thể đo lường được đâu. Không ai có thể diễn tả được sư phụ của chúng ta sốt cuộc rộng lượng đến đâu, vị tha, cao quý đến như thế nào. Chuyên đề hồi ức về sư phụ kỳ này đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình. thank you